Chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý vị một căn nhà tại phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì ngõ trước nhà rất là rộng, cách với đường ô tô đi lại thì rất là gần. Nó cách với đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 30m thôi quý vị ạ. Giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Từ vị trí của cái căn nhà này đi ra ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông, nó chỉ phạm vi khoảng tầm 2km thôi. Và rất phù hợp với lại gia đình vợ chồng trẻ, quý vị đang đi làm trên cái cung đường Lê Văn Lương kéo dài, hoặc là Nguyễn Trãi Thanh Xuân, hoặc quý vị có đi làm sang tới khu An Khánh Hoài Đức, thì cái căn nhà này cũng là một trong những căn nhà rất đáng để lựa chọn. Căn nhà này có thể dọn đồ về và ở ngay lập tức. Và Ngọc Ánh sẽ quay căn cuối cùng mọi người nha. Căn cuối cùng thì bao giờ nó cũng có một cái ưu điểm lớn nhất, đó là quý vị để xe cộ các thứ ở trong cái khu vực trước cửa nhà mình, nó rất là thoải mái. Và cái căn nhà này thì thiết kế là 30m² và xây dựng là 4 tầng quý vị nha. Căn nhà này thì giá chào bán của chủ đầu tư là 2 tỷ 390 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể cái căn nhà này. Ngọc Ánh đang đứng hiện tại là phần cửa chính của ngôi nhà, thì cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa bên ngoài. Đó chính là lớp cửa cuốn. Như quý vị nhìn thực tế ở đây có 3 căn thì 3 căn đều thiết kế cửa cuốn cả mọi người ạ. Đó. Và phần bên trong là cửa gỗ kính. Đây mọi người nha. Nó thuộc phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa mọi người ơi, nó rất gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với công viên âm nhạc, đi lại rất là thuận tiện. Mọi người theo Ngọc Ánh khám phá cụ thể các tầng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nha. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà đã được hoàn thiện chỉnh chu xong hết về phần gạch này, phần sơn này, cũng như là toàn bộ cái xung quanh phần phòng khách là được chủ đầu tư trang trí cũng rất là đẹp, rất là hợp lý. Với tranh dán tường Hàn Quốc, cái độ bền của nó cũng được 5-7 năm mọi người ạ. Đây hai bức tranh ở phần phòng khách khá là đẹp, nhìn như tranh thật luôn mọi người ơi, nhưng thực ra nó là giấy dán tường. Phần phòng khách ở đây có một cái quạt trần này, rồi là hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, giao thông đi lại vô cùng hợp lý. Đó, căn nhà này thì giá chào bán 2 tỷ 390. Với quý khách hàng nào có thể vay ngân hàng thì với tiền mặt nó khoảng tầm 1 tỷ là quý vị có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Như thực tế mọi người nhìn thấy thì với cái diện tích 30m nó không quá lớn, nhưng chủ đầu tư cố gắng thiết kế nó đáp ứng phù hợp với lại tất cả cái công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình cần thiết. Và thiết kế tiếp theo của cái tầng 1 ở đây đó chính là cái phần phòng bếp mọi người ạ. Đây là cái không gian phòng bếp quý vị nha. Ngọc Ánh sẽ cố gắng review chi tiết cụ thể căn nhà để cho mọi người có thể ở xa mọi người cũng vẫn thể tưởng tượng ra cái căn nhà này 30m mà thiết kế cũng khá là ok đúng không ạ. Đây phần phòng bếp của ngôi nhà, toàn bộ xung quanh bếp là ốp kính, ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa, rồi hệ thống máy bơm nước tổng, nói chung là căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay quý vị nha. Sổ đỏ trao tay. Tất cả những cái căn nhà mà Ngọc Ánh quay ở trên kênh YouTube của Ngọc Ánh, kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội, thì mọi người cứ yên tâm rằng về cái pháp lý căn nào cũng có đầy đủ sổ đỏ lâu dài, chứ không phải là sổ 50 năm hay là thế nào thế kia đâu, mọi người yên tâm nhé. Ngoài ra, phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Với cái phần phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ cho quý vị về cái bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa và cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Đó. Phần cầu thang ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng bếp ở đây thì có một cái vách gỗ CNC để trang trí cũng khá là hợp lý và cũng là một cái điều ưu tiên ở trong phong thủy mà bên đội thiết kế nhà người ta đã thiết kế ra mọi người ạ. Đây. Nhỏ nhắn thôi nhưng mà cũng hợp lý lắm ạ. Cái tủ gỗ của ngôi nhà, tủ bếp của ngôi nhà thì được thiết kế nó là tủ gỗ an cường mọi người ơi, chống cong vênh mối mọt, độ bền của nó thì cũng khá là ok. Đó, có thương hiệu ở trên thị trường rồi. Ngọc Ánh review tầng 1 rất là cụ thể rồi đúng không ạ? Mời mọi người theo em lên trên tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nhá. Quý
quý vị ơi, bước trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì một cái căn phòng rất là rộng và một phòng vệ sinh. Căn phòng này thì rất là ấm áp mọi người ạ. Nhìn trên thực tế video mọi người có thể cảm nhận thấy. Đây, căn phòng được lát sàn gỗ, xung quanh được sơn màu hơi ngả vàng một chút, màu vàng nhạt và toàn bộ hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện như quý vị nhìn thấy đều được lắp đặt đầy đủ. Phân phòng ngủ của ngôi nhà cũng được chủ đầu tư trang trí hai cái bức tranh trần phào cũng như là giấy dán tường rất là tỉ mỉ và chỉn chu đúng không ạ? Cửa sổ thì hướng ra phía bên ngoài rất là thông thoáng. Cửa sổ thì được thiết kế hai lớp cửa. Đây, như quý vị nhìn thực tế, hai lớp cửa thì được thiết kế bên ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox mọi người nha. Này, hướng nhà của cái hướng nhà này là hướng đông bắc quý vị ạ, cũng rất là mát. Ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa như thực tế đây đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người nha. Đây áp đây. Nói chung là về chỉ việc dọn đồ về và ở ngay với cái hiện trạng của ngôi nhà như Ngọc Ánh đang quay. Hồ sơ điện, hồ sơ nước, giấy tờ bàn giao nhà luôn. Với cái tầng 2 này thì phòng ngủ được đặt ở phía bên trong quý vị nha. Đây là cửa thông phòng. Cửa thông phòng này thì được thiết kế nó là cửa thông phòng này nó là thiết kế là gỗ công nghiệp mọi người ạ. Đó. Và cái phần phòng vệ sinh đây. Phòng vệ sinh đây mọi người ơi, khá là rộng. Bởi vì cái căn nhà này thiết kế một tầng một phòng ngủ cho nên phòng vệ sinh rất là rộng. Và trong phòng vệ sinh thì chủ đầu tư ốp toàn bộ cái gạch lên trên tới tận trần cho mình này. Quạt hút mùi này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này, lavabo bàn đá. Đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng nha. Đó, phòng vệ sinh rất là rộng. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên nó vẫn có điều khác biệt một chút, đó là nhà vệ sinh để ở phía bên ngoài và phòng ngủ ở phía bên trong quý vị ạ. Đây. Còn phòng ngủ ở trên tầng 3 thì nó cũng vuông vắn như tầng 2 thôi, diện tích nó cũng như thế. Cửa sổ thông thoáng hướng ra bên ngoài đây. Đấy, đầy đủ ống chờ, dây chờ và chờ điều hòa. Nói chung là hai cái căn phòng ngủ 4 tầng, hai cái phòng ngủ riêng cũng rất là rộng rãi, thoáng, vị trí giao thông đi lại thuận tiện, ngõ nông gần đường ô tô đi lại mọi người ạ. Đó, có những căn thật sự để mà nói thì Ngọc Ánh quay cũng có những căn chia sẻ với mọi người đấy. Nó cách đường ô tô cả 100m, 200m nhưng mà cái căn nhà này nó cách đường ô tô rất là gần nhá, nó chỉ khoảng tầm 30m thôi. Đây phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đó, hợp lý. Đầy đủ công năng. Và phần còn lại, mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên tầng 4 của ngôi nhà. Vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là tầng 4 của ngôi nhà quý vị ạ. Toàn bộ hệ thống tay vị cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 như quý vị thì nhìn ở trên video. Ở đây là thiết kế toàn bộ là gỗ lim mọi người nha. Và tầng 4 thì được thiết kế như sau. Phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là cái phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây, khá là hợp lý. Riêng trên phía tầng 4 này thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ, thay thế vào đấy là chủ đầu tư lát gạch kích thước 50-50 vân gỗ, giả gỗ mọi người ạ. Nhìn cũng rất là đẹp nha. Và ở đây là có thêm một cái phòng nho nhỏ nữa. Ở phía trên tầng 4 đấy ạ. Có thêm một phòng nho nhỏ này nữa. Thì quý vị có thể sử dụng cái căn phòng này tùy cái mục đích công năng sử dụng. Phòng ngủ, phòng làm việc, phòng đọc sách, vân vân. Và đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Khu vực để máy giặt này, ống chờ nước này, ổ điện này, hợp lý đúng không ạ? Với cái căn nhà này, đây, cái ô đi lên ở trên tầng thượng mọi người ạ, ở trên thượng tầng tung đấy, thì ở trên đấy là đã có bồn nước một khối rồi và ở phía dưới tầng 1 là đã có bể ngầm 2 khối 8 rồi quý vị nha. Sân phơi thì rất là rộng rãi, căn nhà thiết kế 4 tầng, 3 phòng riêng biệt, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Mọi người muốn biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.